Mình xin chào các bạn nha. Thì clip tiếp theo hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn. Thì trước mắt các bạn cũng thấy rồi đó. Đây là mớ tôm. Tôm gọi là tôm chấu đó các bạn, không có bự, tôm nhỏ nhỏ thôi. Tôm sông này mình bắt ở dưới ao được. Con này cũng vừa vừa bằng tay cái cho lên thôi các bạn. Đây là mớ tôm sông nè, với những con chan chan ở dưới quê là nó sống ở dưới sình bụng nước ngọt các bạn. Con chan hay con trai nó cũng dùng họ, nhưng mà con trai sông nó sẽ bự hơn. Đây là con trai ở mương thôi, nhỏ hơn con trai sông. Thịt cũng khá ngọt. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món khá đặc biệt, đó là món tôm luộc coca nước dừa. Thì mình đã chuẩn bị sẵn nè, tôm sông, mấy con này nướng ăn chơi thôi, con chan chan, một trái dừa, hai lon coca, dầm cái bếp. Thì cái bếp mình đã chuẩn bị, sẽ nhúm lửa nó mình đốt và mình bỏ cái vị đó lên mình nướng. Thì đây là cái lon coca mình đã mài sẵn cái miệng nè, để cho nó có một cái chỗ để mình chế nước dừa vô và mình hấp nướng luộc đó. Thì một dạng là tôm luộc nước dừa thôi, nhưng mà luộc trong cái lon coca nó sẽ mau chín và nó cũng bị thơm hơn. Thì bây giờ mình sẽ nhúm lửa và bắt đầu thực hiện cái món ăn. Thì mời các bạn theo dõi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhúm lửa để mà mình hấp nước dừa với con tôm. Khỏi quá tí. Có gió khỏi quạt luôn. Nướng ở ngoài trời nè. Có gió thổi mát. Thì trong khi chờ đợi có lửa, mình sẽ chặt cái dừa ra để mình lấy nước mình hấp. Thì bây giờ mình sẽ chặt cái dừa này và bỏ vô chế nước dừa vô với những cái lon này để mình hấp. Cho nó lên để mà nó nóng. Trong khi chờ đợi nước dừa nó sôi thì mình nướng mấy con này mình ăn chơi. Mấy con chan chan nó dễ chín, nóng là nó chín. Còn đây là con hến sông nè các bạn, bự lắm, giống như nghêu vậy. Chắc vòng vòng lại chút xíu này nó nở ra là mình có ăn được rồi. Mấy con này ăn ngọt lắm các bạn. Nó nóng rồi đó,
nóng nó chín nó mở miệng ra nè. Đó, từ từ mở ra các bạn. Các bạn, con này đã chín rồi nè. Đó. Con này con chân trang chín rồi các bạn, ăn được rồi nè. Thịt chỗ này nhá xíu à. Đó, ăn nóng luôn. Ngọt lắm bạn. Lấy cái vỏ này đốt cho nó thơm. Ăn tiếp. Các bạn thấy không? Nước dừa nó bốc khói rồi đó, nó khòi đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ tôm vô để mình luộc. Bỏ tôm vô. Một cái lon thì bỏ được nhiều ghê các bạn. Đây, chiếc đũa của mình chặt cái cây mình làm đũa thôi. Các bạn thấy không, tôm nó bắt đầu nó sôi rồi đó. À, nước dừa nó sôi rồi. Thì... nước nhiều hơn nữa. Bắn lần hết luôn. Đây, thêm con chín rồi nè các bạn. Cái này ăn ngọt, cái này con hến nè, bự ghê. Thịt nó đá ghê. Ngọt quá. Lấy cái vỏ này đốt cho thơm chơi. Nó phải sôi lên nó mới chín tôm nha các bạn. Mình nghĩ là tôm luộc nước dừa thì nước dừa nó lượn nó thấm vô con tôm chắc ngon, ngọt lắm. Con này chín đây nè. Mình gấp ra để mình đây ngoài đi chút xíu mình chấm muối nè. Nó dễ chín đó các bạn, nó hở rồi là chín. Con này cũng vậy nè. Con nào chín mình sẽ cho ra ngoài bên để xíu mình chấm muối nè cho nó ngon. Mình có chuẩn bị sẵn muối ớt rồi.
chín quá là nó bị khô. Tôm nó bắt đầu đỏ rồi đó các bạn. Mới sôi lên cái là mình có thể ăn được. Tại mình nấu than nên là nó cháy từ từ, nhưng mà nó nóng lắm các bạn, nó không có áp bằng lửa. Đó, các bạn thấy không, nó sôi vậy nè. Rồi, sôi rồi. Mấy cái lò này nóng lắm các bạn. Có mùi thơm mày. Sôi là mình xử được liền. Trong lúc chờ đợi bữa cái dừa này ăn cái các bạn. Đây, mình đặt miếng này mình sử dụng mình làm cái muỗng để mà nạo. Giờ mình vừa nó ra, xử ra. Đặc biệt với một cái dừa các bạn nạo bằng cái này nè, cái vỏ của nó ăn rất là ngon, béo, ngon hơn là các bạn lấy cái muỗng nào. Đây, nạo như thế này nè các bạn. Đó, các bạn nạo gì nè. Ăn béo lắm. Đây, đó các bạn thấy không? Rất ngon không? Ngọt lắm các bạn. Mình thích nhất là ăn cái dừa nè, uống xong ăn cái luôn, rất là ngọt. Ngon quá. Các bạn thấy không, tôm nó bắt đầu nó sôi, nước dừa nó sôi nè. Nó sôi tí xíu là tôm chín đó. Chín là mình có thể ăn được. Nó sôi đó. Cái này mình bỏ hơi nhiều, nhiều tôm. Đây này nước dừa nó nhiều nên bỏ nhiều tôm, còn này nước dừa ít mà ít tôm. Thì mình bỏ nó thẳng xuống cái bếp luôn các bạn, cho nó lẹ nóng hơn, tại để tên dĩ nó hơi cao, để xuống cái thẳng cái than. Thấy không, nó sôi đó các bạn, nè ha, sôi bọt lên nè đó. Cho nó lẹ, để bên kia nó cao nó lâu. Mấy cái vỏ ốc mình để xuống đó, nó nổ lên các bạn thấy nó bay bay lên nè. Thơm coca ghê các bạn. Nước dừa nữa. Này các bạn thấy nó sôi nè.
Sòi trắng lên hết. Ồ, nó sâu quá trời rồi các bạn. Ồ, nghĩ trắng chín nè. Thì mình đem xuống ăn được rồi. Tôm này cũng lẻ chín. Đây các bạn. Đó. Giờ mình bỏ cái này lên mình nướng tiếp cái hải sản của mình nè. Trời, mình nghĩ là chín tuốt rồi bạn ơi. Giờ mình thưởng thức thôi nè, gấp ra thưởng thức thôi các bạn ơi. Bạn thấy ngon không nè, gấp tôm vào cho các bạn coi nè. Đó, tôm chín đỏ ao luôn nè. Đó các bạn, chín tuốt hết. Bốc khói luôn các bạn. Đũa này đũa tự chế của mình nên nó khó gấp. Quá đã các bạn ơi. Đó các bạn, các bạn thấy có ngon không? Tôm luộc coca nước dừa nè, rất là hấp dẫn. Giờ mình sẽ tiến hành thử thôi. Đây, chữ con tôm bự nước nóng quá. Thấy ngon các bạn. Nè, nóng, nóng. Thấy, ngon chưa các bạn? Đó. Đây, à da, cái đầu. Để cái đầu đây đi. Đây các bạn nhìn thấy con tôm không? Nắng phiếu nè, bây giờ chấm cái thử cái nè. Ui trời ơi, nhức nách. Hơi tôm rất là ngọt. Chắc ngon lắm các bạn. Quá đã. Giờ mình dứt cái đầu nữa, ngay cái này có cái gạch nè. Ngon các bạn. Ăn tôm lột nè. Ngồi khỏi cần lấy vỏ luôn. Nước dừa nó ngọt, nó thấm vô con tôm, thịt tôm ngọt. Chắc các bạn. Tôm xong mà thịt chắc lắm. Đây nè, con này lột nữa nè. Đó các bạn nhìn nè. Đã không? Món này tôm lột ăn nguyên luôn, khỏi còn bỏ gì hết. Ngon lắm các bạn. Dạ quá. Nước dừa nó còn trong cái con tôm nó chảy rồi. Quá đã. Còn hải sản của mình đây nè. Đó. Chín hết rồi nè. Dạ nóng quá.
Đó, rất là ngon các bạn. Có tôm nè, tôm luộc nước dừa, mấy con hến, những dân chan nướng. Ngon lắm các bạn, nhìn thịt dân chan nè. Nó uống nu luôn, mập lù luôn. Đó, mình chấm miếng muối ớt nè. Đó, các bạn đã không? Nhúc nhách các bạn ơi. Quá ngon. Mũi ngọt gì vậy? Quá. Lần đầu tiên mình ăn cái tôm luộc theo cũng cách lạ. Tôm luộc ở trong cái lon Coca bằng nước dừa. Ngon các bạn. Hấp dẫn. Ngon quá. Làm thêm con tôm nữa với con hến. Nãy giờ mình chưa ăn con hến nè. Đậu này hơi chín nè. Ngon quá. Với con hến nữa. Để ăn con tôm nè. Đó, các bạn thấy đã chưa? Nước dừa nó còn ở trong con tôm nè các bạn. Quá hấp dẫn. Đây các bạn. Con này nó có gạch nè. Cái đầu đỏ đỏ nè các bạn. Đó, dứt rồi. Còn thấy đã không? Hấp dẫn quá. Thịt tôm ngọt. Ghê thiệt. Ngọt mà chắc nữa. Này là phần phân của con tôm này, ăn là xinh không á, bỏ ăn cái này thôi. Đó, ok, nước dừa vẫn còn nè các bạn, vẫn còn nóng, nước dừa đang nóng luôn mà chắc cái này không uống được đâu, nóng lắm, tại cái này nó nóng lắm mà đụng được nước dừa, chắc mình nghĩ chắc luộc cũng thấm vô tôm chắc cũng lạc hết nè, để nó đâu còn gì đâu, cái này nước nấu nước màu. Ê, quá hấp dẫn. Buổi trưa đi ra ngoài vườn nướng mớ tôm bắt ở dưới ao lên để mấy con chàng chàng hến chấm muối ớt nướng than ăn ngọt quá các bạn ơi. Các bạn thấy có thấy thích những cái clip như thế này không? Nếu mà các bạn thấy thích những clip như thế này thì các bạn nhớ like và chia sẻ clip cho nhiều người cùng xem nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực để mà làm nhiều cái clip hay cho các bạn xem. Còn bây giờ mình xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu mà các bạn muốn xem những clip gì thì các bạn có thể comment bên dưới clip để mình có thể làm cho các bạn xem. Mục đích là mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Mình xin cảm ơn các bạn và mình xin chào. Trước khi tạm dừng mình sẽ dứt miếng tôm này cái nữa. Ngon quá các bạn. Cái đầu nữa. Ngọt quá. Thôi, chào tạm biệt các bạn ha. Mình xử tiếp mớ tôm này thôi. Say mồi các bạn ơi.